Hà Kiều Anh, U50 vẫn nóng bỏng, khêu gợi và sang chảnh. Vâng, Hà Kiều Anh, 16 tuổi, là hoa hậu, 50 tuổi, vẫn nóng bỏng, sống sang chảnh. Bước sang tuổi 47, Hà Kiều Anh vẫn duy trì được bóc dáng quyến rũ, nhan sắc rạng rỡ. Cô còn được xem là một trong những hoa hậu giàu có nhất làng giải trí. Hoa hậu nhỏ tuổi nhất lịch sử Việt Nam đó là Hà Kiều Anh, sinh năm 1976, đăng quang hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992, tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi vừa tròn 16 tuổi, trở thành hoa hậu trẻ nhất lịch sử Việt Nam. Lúc bấy giờ cô là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Hà Kiều Anh có tuổi thơ khó khăn, cha mẹ ly hôn khi cô tròn 3 tuổi. Cô cùng mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, nơi đất khách quê người. Hà Kiều Anh và mẹ phải ở nhờ một người bạn. Thời gian đầu, hai mẹ con tôi sống khá vất vả. Mẹ và tôi ăn cơm chan nước ngã, tôi còn cho thêm ít muối vào cho dễ ăn. Sau đó, mẹ cũng đi làm và rồi đi thêm bước nữa. Người đẹp chia sẻ về cuộc đời gian khó của mình. Cũng vì cuộc sống thiếu thốn nên từ nhỏ khi Hà Kiều Anh buộc phải làm nhiều nghề như bán kẹo, đan lồng đèn để đỡ đần cho mẹ. Trong một cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề hoa hậu, người đẹp từng chia sẻ rằng vì tiền nên cô mới đi thi. Người đẹp 7x7, thời đó người mẫu đi diễn cho một chương trình chỉ được 120 đồng, cao lắm là 180 đồng. Nhưng hoa hậu khi xuất hiện thì từ 800 đồng đến 1,2 triệu đồng. Hoa hậu được mặc những bộ cánh lộng lẫy, được xuất hiện ở vị trí quan trọng và còn được nhận cát xê cao gấp nhiều lần người bình thường. Tôi cũng mong muốn được như vậy nên quyết định đăng ký dự thi. Sắc vóc nóng bỏng, cuộc sống viên mãn tuổi U50. Hơn 3 thập kỷ trôi qua kể từ khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Hà Kiều Anh vẫn hoạt động sôi nổi và giữ được độ hot của mình. Khi xuất hiện cùng những hoa hậu trẻ tuổi, mỹ nhân 7x vẫn không kém cạnh, thần sắc luôn được đánh giá cao. Hà Kiều Anh cũng từng chia sẻ khi rời vị trí đương nhiệm, cô lo lắng mình sẽ không còn được ưu ái nữa. Tuy nhiên, sau nhiệm kỳ hoa hậu, cô mới nhận thấy bản thân ngày càng tỏa sáng, sự nghiệp và cuộc sống cũng thăng hoa. Mỹ nhân sinh năm 1976 không chỉ bó buộc mình trong danh xưng hoa hậu mà cô còn ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim Lối sống sai lầm, Áo lụa Hà Đông, Ván cờ tình yêu, Đẻ mướn. Bên cạnh đó, cô còn mắt tay trong lĩnh vực kinh doanh, được xem là một trong những hoa hậu giàu có nhất ở thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, người đẹp còn là gương mặt quen thuộc ở vị trí giám khảo trong các cuộc thi nhan sắc. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Hà Kiều Anh còn có tổ ấm hạnh phúc. Năm 2007, cô kết hôn cùng doanh nhân Trung Nam. Thời điểm đến với nhau, cả hai đều trải qua một lần đổ vỡ và doanh nhân Trung Nam đã có một con trai riêng. Khác với nhiều nghệ sĩ Việt thường giấu kín cuộc sống riêng tư, Hà Kiều Anh lại khá thoải mái chia sẻ về chồng con trên mạng xã hội. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng gia đình, cũng như những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã. Theo Hà Kiều Anh, cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc là một trong những yếu tố quan trọng khiến cô ngày càng trẻ trung, rạng rỡ. Dù đã bước sang tuổi 47 và trải qua 3 lần sinh nở, người đẹp sinh năm 1976 vẫn giữ được vóc dáng cân đối, săn chắc đáng mơ ước.